Linh đánh thuê Wagner trở lại chiến trường Ukraine giúp quân Nga chiếm pháo đài chiến lược ở Donetsk. Nga chặn gần 10 tên lửa Storm Shadow nhằm vào Crimea. Israel đưa thêm quân vào Gaza, từ chối ngừng bắn. Hamas thông báo để lùi xe tăng Israel ở dài Gaza. 130 chiến đấu cơ Mỹ-Hàn tập trận chung Kính chào quý vị và các bạn đã đến với tin tức thế giới trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, sau đây là phần tin chi tiết. Cập nhật những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, kênh Telegram của quân đội Nga xác nhận rằng, các chiến binh Wagner đang chiến đấu cùng một đơn vị xung quanh pháo đài chiến lược Adiivka ở tỉnh Donetsk, vốn được mệnh danh là Bakhmut thứ hai nơi giới lãnh đạo Nga đã ra lệnh phát động cuộc tấn công lớn để giành lấy thành phố. Theo diễn biến này, lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu trên tuyển tuyến ở Ukraine, lần đầu tiên kể từ sau vụ họ nổi loạn chống lại các quan chức quân sự Nga ở địa Kremlin vào tháng 6. Nhóm chiến binh Wagner này còn được gọi là các nhạc sĩ đã được tái triển khai dưới sự chỉ huy của lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Vào tháng 6, lính đánh thuê Wagner tiến cách Moscow 200 km trước khi thủ lĩnh của họ, Yevgeny Prigozhin, kêu gọi chấm dứt cuộc nổi loạn. Sau đó khoảng 2 tháng kể từ vụ binh biến, ông Prigozhin tử nạn trong một vụ máy bay rơi. Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng máy bay của ông Prigozhin bị nổ tung bởi lựu đạn cầm tay. Đã có báo cáo cho rằng lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm chiến đấu của Wagner sẽ cải tổ dưới thời Pavel, con trai của ông Prigozhin, nhưng giờ đây, người ta đã xác nhận rằng họ một lần nữa lại chiến đấu cho lực lượng Nga ở Ukraine. Ramzan Karidov, lãnh đạo Chechnya hôm Chủ nhật 29 tháng 10 cũng cho biết, ông đã tuyển mộ 170 chiến binh Wagner cho một tiểu đoàn mới. Ông Karidov phát biểu, Tôi hoàn ngành quyết định của các chiến binh, kinh nghiệm của họ sẽ cần thiết trong việc giải quyết các vấn đề được sao. Một đoạn video được đăng trên Telegram của ông Kadyrov cho thấy một chỉ huy quân sự Chechnya đã bắt tay một số chiến binh Wagner đeo phù hiệu đầu lâu đặc biệt của nhóm. Ngày 30 tháng 10, tướng Oleksandr Sitsky, tư lệnh lục quân Ukraine cho hay, tại khu vực Bakhmut, các lực lượng Nga đã tăng cường đáng kể đội hình và chuyển từ phòng thủ sang hành động tích cực. Ông Sirusky thừa nhận tình hình ở mặt trận miền Đông rất khó khăn khi lực lượng Nga tăng cường hoạt động gần thị trấn Kupiansk do Ukraine kiểm soát. Ông cho biết Tại đây, Nga đang tìm cách tấn công đồng thời theo nhiều hướng. Tuy nhiên, ông cho biết rằng Nga phải chịu tổn thất lớn tại đây. Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk từng là mặt trận giao tranh khốc liệt đẫm máu nhất giữa quân đội Ukraine và Nga. Moscow giành kiểm soát Bakhmut từ tháng 5. Ukraine đã mở cuộc phản công từ tháng 6 nhằm giành lại Bakhmut cũng như các vùng lãnh thổ khác ở miền Đông và miền Nam. Trong khi đó, báo cáo mới nhất, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, tại mặt trận Abdiivka ở Donetsk, Nga đang tập trung lực lượng để kiểm soát thành phố chiến lược này. Avdiivka nằm ở phía nam Bakhmut và từng bị Nga kiểm soát, nhưng Ukraine đã giành lại hồi tháng 9. Avdiivka và Bakhmut đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Moscow nhằm kiểm soát hoàn toàn miền đông Ukraine. Cả Nga và Ukraine được cho là đều đang đẩy mạnh hoạt động quân sự trước khi thời tiết chuyển bất lợi vào mùa thu và mùa đông. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và chịu tổn thất nặng nề. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Ukraine đã mất hơn 90.000 quân sau gần 5 tháng phản công. Ngày 30 tháng 10, tại diễn đàn Quốc phòng Hương Sơn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ông Shoigu phát biểu, kể từ ngày 4 tháng 6 khi Ukraine bắt đầu phản công, Kiev đã mất hơn 90.000 quân, khoảng 600 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép. Ukraine cũng chưa đạt được thành công có ý nghĩa trên chiến trường. Ông cũng nhấn mạnh Nga sẵn sàng thảo luận giải pháp hậu xung đột cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine và cùng tồn tại với phương Tây. Chiều ngày 30 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo, quân đội Ukraine chiều ngày 30 tháng 10 tiến hành âm mưu tấn công bán đảo Crimea bằng 8 tên lửa hành trình Storm Shadow. Cuộc tập kích bị vô hiệu hóa bởi lực lượng phòng không trực chiến, toàn bộ tên lửa đều bị bắn hạ. Ông Mikhail Ravosachev, thị trường thành phố Sevastopol trước đó cho biết rằng, hai mục tiêu đường không bị bắn hạ trên bầu trời thủ phủ của Crimea khiến mảnh vỡ rơi xuống nhiều địa điểm và làm một người bị thương. Riba, Tài khoản ủng hộ quân đội Nga với hơn một triệu người theo dõi trên Telegram cùng ngày nói rằng lực lượng Ukraine thực hiện đợt tấn công hiệp đồng và hai tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS đã rơi gần làng Olenivka, phía đông bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Ukraine cùng ngày tuyên bố đánh trúng mục tiêu chiến lược thuộc hệ thống phòng không ở phía tây Crimea, nhưng không tiết lộ thông tin. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin tên lửa ATACMS tấn công Crimea. Từ lâu, thành phố Odessa của Ukraine đã trở thành mục tiêu không kích của Nga. Ngày 30 tháng 10, chính quyền Kiev cho biết, Nga phóng loạt tên lửa siêu thanh Onyx vào nhà máy sửa tàu biển ở thành phố này, gây thiệt hại hạ tầng và làm hai người bị thương. Tỉnh trường Odessa, Oleg Kiperer cho biết, Nga tấn công tên lửa nhằm vào Odessa sáng nay, mục tiêu là một nhà máy sửa chữa tàu biển. Vụ tập kích đã làm bùng phát đám cháy, nhưng nó nhanh chóng được kiểm soát. Hai người bị thương, tòa nhà điều hành cùng nhiều trang thiết bị của nhà máy cũng bị hư hại. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Oleksiy Goncharenko tiết lộ, lực lượng Nga phóng 6 tên lửa diệt hạm siêu thanh Onyx nhằm vào thành phố Odessa và khu vực lân cận, nhưng không tiết lộ chi tiết. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cùng ngày tuyên bố đánh chặn toàn bộ đòn tập kích gồm 12 UAV tự sát và hai tên lửa hành trình chiến thuật KH-59 của Nga nhằm vào tỉnh Mykolaiv, Kherson, Kirovograd Chekasy, Zitomir, Kemeniski và Dniep. Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin. Tên lửa siêu thanh Onyx có tầm bắn từ 600 đến 800 km, sử dụng đầu đạn nổ mạnh nặng 250 kg. Mẫu P800 nguyên bản được thiết kế để tiêu diệt tàu sân bay và chiến hạm cỡ lớn, nhưng quân đội Nga bắt đầu dùng vũ khí này để tập kích mục tiêu mặt đất khi tấn công phiến quân Syria hồi cuối năm 2016. P800 được lắp hệ thống dẫn đường quán tính và kích hoạt đầu dò radar chủ động ở giai đoạn cuối để lao đến mục tiêu. Trong nhiệm vụ đối đất, Onyx có thể sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Colonas để tiến công mục tiêu cố định trên bản đồ hoặc dùng radar để bám bắt mục tiêu có độ tương phản cao so với môi trường xung quanh. Kiev Post đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã cách chức tư lệnh phụ trách nhóm lực lượng đời nhép của Nga. Sau khi lực lượng Ukraine vượt sông đời nhép, và xâm nhập sâu và thiết lập một đầu cầu ở bờ đông sông Đề Nhép. Một blogger người Nga cho biết, đại tá Oleg Makarevich, tư lệnh phụ trách nhóm lực lượng Đề Nhép đã bị thay thế do sự khác biệt giữa các báo cáo về tình hình thực tế đến từ tình báo quân sự và được báo cáo thông qua chỉ huy của nhóm Đề Nhép. Một người khác cho biết việc sa thải ông có thể là do ông cực kỳ thiếu chủ động chỉ huy theo hướng này, phớt lờ tình hình thực địa và những gì đang diễn ra. Nguồn tin cho biết Thái độ này dẫn đến việc đối phương liên tục đổ bộ vào bờ trái, sông Đờ Nhép, nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, củng cố nó ở một số vị trí và tiến hành các cuộc đột kích phá hoại trong đất liền. Như Kiev Post đưa tin tuần trước, Thủy quân lục chiến Ukraine theo báo cáo đã xâm nhập sâu vào các vị trí mới giành lại được ở phía đông sông Đờ Nhép do Nga nắm giữ, với các nguồn tin liên quan đến Điện Kremlin xác nhận rằng các cuộc vượt sông đã diễn ra các nguồn tin nói thêm rằng Nga sẽ không kích và sẽ phá hủy các đầu cầu mà Ukraine mới thiết lập được. Các nền tảng thông tin quân sự của Nga và Ukraine cho biết, quân đổ bộ của Ukraine đã giành được làng Krynki trong hơn 24 giờ, cách đời nhép ở vùng Kherson của Ukraine khoảng 1,7 km. Các nguồn tin ủng hộ Moscow cho biết, quân đội Nga trên thực địa ở khu vực này rất mỏng. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, việc ông Makarevich bị sa thải cho thấy, địa Kremlin hoặc Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể lo lắng và hoài nghi về khả năng của ông này trong việc đẩy lùi các hoạt động trên bộ lớn hơn bình thường của Ukraine ở bờ đông trái Kherson gần đây. Một nguồn tin cho biết ông Makarevich đã được thay thế bởi đại tá Mikhail Telinsky. Cập nhật tình hình xung đột Israel-Hamas, quân đội Israel đã đưa thêm quân, tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ ở giải Gaza. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối ngừng bắn, tuyên bố đây là giai đoạn chiến tranh. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hakari cho biết tại cuộc họp báo ngày 30 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ ở giải Gaza. Các lực lượng bộ binh, thiết giáp, kỹ thuật tác chiến bổ sung đang tiến gần vào Gaza để tiếp tục thực hiện các hoạt động phối hợp trên bộ, trên không và trên biển với toàn lực. Cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không đồng ý ngừng bắn. Ông phát biểu, tôi muốn nói rõ lập trường của Israel liên quan đến việc ngừng bắn, Giống như Mỹ không ngừng bắn sau vụ tấn công trên châu Cảng hoặc sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9, Israel sẽ không đồng ý chấm dứt thù địch với Hamas sau vụ tấn công kinh hoàng ngày 7 tháng 10. Ông nhấn mạnh, kêu gọi ngừng bắn hay kêu gọi Israel đầu hàng Hamas sẽ không xảy ra, hiện giờ là thời gian chiến tranh. Israel đã huy động hàng trăm xe tăng cùng hàng trăm nghìn quân đến biên giới với Gaza, siết chặt vòng vây đối với các vùng lãnh thổ này. Sau giai đoạn không kích ổ ạt, quân đội Israel bắt đầu thực hiện các cuộc đột kích vào Gaza để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn. Israel tuyên bố chiến dịch nhằm xóa sổ Hamas và giải cứu toàn bộ con tin. Phía bên kia chiến tuyến, cùng ngày, quan chức Hamas cho biết các tay súng của họ đã buộc đơn vị xe tăng Israel rút khỏi ngoại ô thành phố Gaza, khẳng định đối phương không tiến quân được vào khu dân cư. Salama Maruf Lãnh đạo văn phòng điều hành của Hamas ở Giải Gaza vừa cho biết, hoàn toàn không có động thái tiến quân trên bộ nào diễn ra tại các khu dân cư ở Giải Gaza. Một số xe tăng và một xe ủi Israel xuất hiện trên phố Salah al-Din, nã đạn vào hai ô tô của dân thường và phá hủy mặt đường trước khi lực lượng kháng chiến buộc họ rút lui. Ông Maruf không tiết lộ tình huống khiến lực lượng Israel rút lui, nhưng khẳng định hoạt động di chuyển của người dân Gaza trên tuyến đường Salah al-Din đã trở lại bình thường. Thông báo được đưa ra sau khi AFP dẫn lời các nhân chứng nói rằng Xe tăng Israel tiến vào rìa thành phố Gaza, phong tỏa tuyến đường Salah Andin trọng yếu từ phía bắc đến phía nam lãnh thổ. Họ bắn vào mọi phương tiện cố đi dọc con đường đó, một nhân chứng cho hay. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy một ô tô di chuyển trên đường Salah Andin trước khi quay đầu và bị xe tăng Israel nã pháo. Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari từ chối xác nhận những thông tin này. Một nữ binh sĩ Israel mới đây đã đoàn tụ với gia đình sau khi được giải thoát trong nhiệm vụ được Bộ trưởng Quốc phòng Zolab Garland ca ngợi là bằng chứng nữa cho thấy Israel có thể giải cứu con tin bị Hamas và các nhóm khủng bố khác bắt giữ. Lực lượng an ninh Israel tối 30 tháng 10 thông báo rằng nữ binh sĩ bị Hamas bắt cóc hồi đầu tháng này là cô Ori Mekidis đã được giải cứu khỏi giải Gaza trong một chiến dịch xuyên đêm. Đây là binh sĩ đầu tiên bị các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công gây sốc vào ngày 7 tháng 10, đội quân đội Israel giải thoát. Trong một tuyên bố chung, lực lượng phòng vệ Israel và cơ quan an ninh Sinbad cho biết, nữ binh sĩ Ori Mekidis đang trong tình trạng tốt và đã đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel và Sinbad không tiết lộ thêm thông tin về cách mà nữ binh sĩ Ori Mekidis được giải cứu khỏi sự giam cầm của Hamas nhằm tránh gây tổn hại cho các hoạt động trong tương lai. Các nhà lãnh đạo Israel ca ngợi việc giải thoát nữ binh sĩ Ori Mekidis. Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallant cho rằng đây là bằng chứng cho thấy Israel có thể giải cứu các con tin bị Hamas và các nhóm khủng bố khác bắt giữ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng cũng cảnh báo rằng hoạt động trên mặt đất đang diễn ra không hề dễ dàng. Khi lực lượng trên bộ Israel tiến vào Gaza, các dịch vụ cơ bản như điện, điện thoại và internet bị cắt đứt hoàn toàn, khiến người dân Palestine hỗn loạn và lực lượng cứu hộ hoang mang tuyệt vọng. Trong hơn 34 giờ qua, đại đa số trong hơn 2 triệu người Palestine sống ở Gaza không có cách nào để tiếp cận thế giới bên ngoài hoặc liên lạc với nhau. Họ không có cách nào biết được người thân còn sống hay đã chết. Đường dây điện thoại khẩn cấp ngừng đổ chuông. Các nhân viên y tế nỗ lực cứu người trong tuyệt vọng khi chỉ biết lái xe về phía có tiếng nổ. Những người bị thương nằm la liệt trên đường phố. Vào ngày 27 tháng 10, ba tuần sau chiến dịch ném bom của Israel ở Gaza và khi người Palestine chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công trên bộ sắp xảy ra, các dịch vụ cơ bản như điện, điện thoại và internet bất ngờ bị cắt đứt. Hai quan chức Mỹ nói Washington cho rằng Tel Aviv phải chịu trách nhiệm về sự cố này. Giám đốc điều hành Adu Majid Menhem của Panten Group, công ty viễn thông hàng đầu của Palestine cho hay, kết nối bất ngờ được khôi phục trở lại một phần vào khoảng 4 giờ ngày 29 tháng 10. Ông nói thêm, công ty đã không sửa chữa và không hiểu làm thế nào hoặc tại sao dịch vụ lại hoạt động trở lại một phần. Ông cho rằng chính phủ Israel chịu trách nhiệm về việc cắt và khôi phục các dịch vụ này. Các quan chức Israel cho đến nay vẫn từ chối bình luận về cáo buộc cho rằng họ cố tình cắt các dịch vụ thiết yếu này để tiến hành chiến dịch tấn công. Hai quan chức Mỹ cho biết họ đã kêu gọi những người đồng cấp Israel làm những gì có thể để khôi phục liên lạc. Mỹ và Hàn Quốc ngày 30 tháng 10 bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên Vigilant Defense, tạm dịch là phòng thủ cảnh giác, dự kiến kéo dài đến ngày 3 tháng 11 năm 2023. Cuộc tập trận được tổ chức tại căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc, theo thông báo trên trang web thuộc lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ. Theo Reuters, không quân Hàn Quốc cho hay tham gia cuộc tập trận có 130 máy bay chiến đấu của cả hai nước, bao gồm chiến đấu cơ F-35, mô phỏng các hoạt động thời chiến 24 giờ. Tham gia cuộc tập trận còn có lực lượng không quân úc. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bình nhưỡng lâu nay lên án các cuộc tập trận chung Mỹ Hàn là diễn tập cho hành động xâm lược và là bằng chứng cho chính sách thù địch của Washington và Seoul. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.